biệt giữa một thương hiệu cá nhân so với việc trở thành một người có một tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội là gì ạ? Cũng là một cơ hội rất tốt để các em có thể là hiểu và có những cách ảnh hưởng tích cực cộng đồng đến cộng đồng. Đấy chính là cái việc sự nghiệp cá nhân của mình rất tuyệt vời.